sản phẩm của Siberi. Lời đầu tiên thì đồng xin chúc mừng tất cả các cô bác anh chị đã biết đến cái môi trường và các cái sản phẩm của Siberi của Việt Nam. Trong cái phóng sự đầu thì chúng ta đã được xem, và trong các quá trình chúng ta được học, chúng ta đã biết được là cái sản phẩm Siberi này là hoàn toàn là một cái sản phẩm rất là ưu việt. Nhưng nó là một cái thực phẩm chức năng được Bộ Y tế cấp phép, và công ty thì đã có văn phòng tại Việt Nam và với 27 nước trên thế giới, cũng như sản phẩm đã được sử dụng rất nhiều nước trên thế giới. Nhưng hôm nay thì đồng xin chia sẻ về cái phần chăm sóc sức khỏe thị lực với các cái sản phẩm của Siberi. Trước tiên thì đồng xin xin tự giới thiệu mình. Đồng là một bác sĩ đã công tác ở Bộ Y tế trong 30 năm, nay thì đã được nghỉ hưu trước tuổi theo đúng cái quy định của nhà nước. Hôm nay là rất may mắn là được biết đến cái giải pháp của đến Siberi. Rất là cảm ơn tập đoàn Siberi, cảm ơn sản phẩm, xin cảm ơn các anh chị thủ lĩnh đã đi trước, đã dẫn dắt và đã đưa vợ chồng của đồng đến với cái môi trường Siberi, và cũng như là cái biết cái sản phẩm này để chăm sóc sức khỏe cho chính mình và chăm sức khỏe cho người thân, cũng như người bà con mà mình đã được biết đến. Và cái mong ước của đồng cũng như là mong ước cũng trùng với cái mong ước của thủ lĩnh Việt Nam, là nếu chúng với một cái tỷ lệ gia đình Việt Nam mà 20 triệu dân Việt Nam chỉ cần là 30-40% cái mọi người trong gia đình mà biết đến cái giải pháp của Siberi để chăm sóc sức khỏe nói chung, cũng như không riêng gì chăm sóc sức khỏe về thể lực, thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều cái mô hình bệnh tật của Việt Nam, cũng như là chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là khỏe mạnh và rất là giá trị trong cái cuộc sống rất là vất vả và cũng rất nhiều cái ô nhiễm môi trường hiện nay. Bây giờ xin thủ lĩnh chia sẻ cái màn hình để chúng ta đưa vào cái chương trình cụ thể hôm nay. Về chăm sóc thị lực của hôm nay đối với Siberi thì đồng xin chăm sóc chia sẻ về hai nội dung, đôi nét về các cái đôi mắt của chúng ta và một số vấn đề về mắt, cũng như các cái giải pháp của Siberi OneNet đối với mắt. Xin slide step tiếp theo. Thủ lĩnh cho cái slide tiếp theo ạ. Xin lỗi cả nhà, mạng như có vấn đề gì mà không thể chạy được slide. Vâng, chúng ta đã biết rồi là với một cái đôi mắt là một cái cửa sổ, là một cái bộ não thứ hai ra bên ngoài để tiếp nhận cái thông tin, thì có tới 80% là chúng ta tiếp nhận thông tin qua đôi mắt của chúng ta. Đó là vấn đề thể lực. Và với cái thời gian các nhà khoa học đã nghiên cứu và nó chỉ ra rằng là 20 đến 100 mili giây, thì chúng trong một cái thời gian rất ngắn để mắt thực hiện một cái cử động mà khi chúng ta đọc nhanh hoặc chúng ta đã quan sát trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là đối với đôi mắt của con người. Với cấu tạo về giải phẫu của mắt thì chúng ta nhìn ở bên ngoài với các cái đặc điểm chung, thì mắt là một cái, với một người bình thường thì chúng ta đã nhìn thấy những cái đôi mắt nó rất là bình thường, thì có những cái bộ phận giải phẫu ở ngoài, từ ngoài từ cái mi mắt để bảo vệ mắt cho đến các cái giác mạc, cho đến các đồng tử, rồi các cái hốc nhãn cầu trong mắt ở trên khuôn mặt của chúng ta, thì trong đó có các cái thành phần cấu tạo, nhưng đặc biệt quan trọng là cái lớp sắc tố điểm vàng để bảo vệ và cũng như là hấp thu các ánh sáng màu xanh của cái ánh sáng của
của tự nhiên, của con người. Về cấu tạo của mắt thì là một cái cơ quan hay là một cái hệ thống nó vô cùng tinh vi và phức tạp của con người cũng như của các cái loài động vật. Với những cái với con người thì chúng ta sẽ chia ra đây là cái giải phẫu mà các chuyên khoa và các bác sĩ mà đã được học về trong các cái ngành chuyên khoa mắt này. Thì hiện nay đối với Hà Nội thì các bác sĩ mà học về chuyên khoa mắt hay làm ở chuyên khoa thì các bác sĩ là đường thường là Đại học Hà Nội là luôn luôn là những người đứng đầu về các cái điểm cao về bác sĩ nội trú. Sau khi 6 năm học bác sĩ nội trú với 9 năm để học về chuyên về mắt thì các bác sĩ sẽ học rất kỹ về các cái cấu tạo phức tạp của mắt để xử lý những cái bệnh lý về mắt, mà đây chúng ta là chỉ biết được một cái đại thể như vậy thôi. Thì chúng ta có nhìn vào những cái hình này thì chúng ta cũng chỉ biết rằng là cái cấu tạo của mắt nó phức tạp và nó tinh vi như vậy thôi, chứ còn nếu như chúng ta mà nghiên cứu như cái này thì chúng ta cũng không đủ thời gian và chúng ta cũng không có những cái phải học chính quy ở trong trường đại học. Chứ còn nên bản thân như Đồng là một bác sĩ thì lúc học ấy cũng chỉ học biết qua những cái triệu chứng về mắt có liên quan đến những cái bệnh khác thôi, chứ còn nếu như học thì sâu mắt thì Đồng cũng không được học, mà có thi nội trú thì cũng không thể, cũng chưa thể, mình khả năng của mình không thể đỗ được vào cái chuyên khoa mắt này. Đấy là nói chia sẻ với các anh chị biết là cái tình hình của Việt Nam là như vậy. Thì ở dưới Việt Nam thì có những bệnh viện mắt trung ương và các cái bệnh viện của tuyến tỉnh thì có một số bệnh viện đã được trang bị những cái khoa mắt, và về phía Nam thì có những cái bệnh viện mắt của Sài Gòn thì đã luôn luôn nghiên cứu chuyên sâu về các bệnh về mắt cũng như là xử lý những cái bệnh thông thường về mắt, kể cả những cái chấn thương. Đấy là một cái cấu tạo phức tạp mắt, nói tóm tắt và tóm lược để các cô bác anh chị nắm được những cái sơ bộ về một cái cơ quan nó vô cùng quan trọng và vô cùng là tuyệt vời với cơ thể con người để nó tiếp nhận những cái thông tin, những cái trực giác để chúng ta coi như là xử lý trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó, xin tiếp. Về những cái yếu tố mà gây đến tác động đến cái bệnh lý về mắt thì nó có những yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong. Nếu tới bên ngoài thì hiện nay thì chúng ta các nhà khoa học đã thấy rằng là những cái bức xạ của mãn tính trên các máy tính và những cái hơi cái ánh nắng phơi nắng trong cái thời gian lâu, nếu chúng ta không được cái bảo vệ bằng cái kính nên là rất nhiều những người là khi ra đấy, cái phản xạ tự nhiên của con người là chỉ nheo mắt được thôi, nhưng mà có những người thì thứ nhất là các trẻ là cũng muốn nhìn xem là ánh sáng mặt trời nó như thế nào, mà thì thật ra là rất là nguy hiểm với khi những cái tia nắng của mặt trời mà chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời nó rất nguy hiểm đối với mắt của người bình thường, nhất là các trẻ em là rất hay có những cái tò mò, rất muốn nhìn. Chứ để có những hoặc là những cái ánh đèn học của ánh sáng ban ngày phải theo đúng cái tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn của thế giới, là phải đủ cái độ lít của ánh sáng, hay như là các cái học đường cũng thế, để trang bị cái hệ thống đèn hiện nay làm sao để nó đảm bảo cái ánh sáng nó phù hợp với cái ánh mắt của cái học sinh, cũng như là chúng ta cũng quan tâm đến cái góc học tập của con em mình, làm sao đó cái ánh sáng nó phải đảm bảo để cho cái mắt nó được hoạt động một cách là đúng với cái nhiệt độ ánh sáng để tiếp nhận những cái thông tin qua cái ánh mắt của chúng ta. Thế thì với những cái môi trường hiện nay thì chúng ta sẽ rất nhiều có người để những cái thói quen là không tốt đối với đôi mắt của chúng ta ngay từ bé, nên dẫn đến những cái tác động của đôi mắt nó hiện nay nó tỷ lệ cái bệnh tật của mắt là tăng lên rất là nhiều. Về chế độ dinh dưỡng nó lại vô cùng quan trọng, mà chúng ta lại thường hay là bỏ qua mà chỉ ăn những cái thức ăn mà mang tính chất là chỉ gọi là kích với ánh mắt thôi, chứ nó không hợp lý với dinh dưỡng. Thế còn cái yếu tố của bên trong thì nó cũng có những cái yếu tố về tuổi tác, rồi yếu tố về di truyền. Di truyền đây thì nó cũng chưa phải là một cái rõ rệt đó, nhưng nó yếu tố về gia đình thì nó cũng có một cái yếu tố là ảnh hưởng đến cái sinh hoạt và cái môi trường của chính cơ thể của mỗi người.
Thế thì chính các cái bệnh tật của các cái cơ quan ở trong cơ thể nó lại liên quan đến rất nhiều đến hệ thần kinh cũng như là một các cái cơ quan khác bị bệnh thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề vi chất dinh dưỡng cũng như là cái vấn đề dẫn truyền rối loạn cái chuyển hóa ở trong cơ thể thì nó gây nên cả bệnh lên trên bệnh về mắt. Đấy là một cái tổng thể, một cái tóm tắt như vậy để các anh cô bác anh chị nắm được những cái sơ qua như thế để chúng ta biết rằng là có bệnh tật mắt nó không phải là chỉ ở yếu tố bên ngoài hoặc yếu tố bên trong mà nó liên quan đến một cách toàn diện khi mà chúng ta bị tác động của cả yếu tố bên trong lẫn yếu tố bên ngoài. Xin mời slide tiếp. Thế thì theo Tổ chức Thế giới đã thống kê về cái vấn đề thị lực thì có tới là 285 triệu người trên thế giới đang bị các cái chứng rối loạn về thị lực, tức là nói về các cái mắt của chúng ta. Cái thứ hai là 246 triệu người có cái thị lực bị giảm sút, cùng với 80% tất cả các cái rối loạn về thị lực thì có thể ngăn ngừa được nếu như chúng ta phát hiện ra. Đấy là một cái mà đã Tổ chức Thế giới đã chỉ cho ra cho chúng ta với các quốc gia như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là với một cái bệnh mắt nó quan trọng như vậy thì chúng ta cũng đã thấy rằng là như Việt Nam là từ các cái chương trình mắt của học đường hay là chương trình gọi là giải quyết những cái bệnh về quặng hay là đục thể tinh thể, đấy là những cái giải quyết về cho những cái hậu quả thôi, chứ còn không phải là chúng ta đã biết cách chăm sóc nó từ gốc, từ những cái mà ngăn chặn là ngay từ những cái từ đầu để chúng ta giữ được cái đôi mắt nó tốt trong cả một cái quá trình của một đời người. Slide tiếp theo. Thế vì về bệnh tật về mắt và bệnh bật về mất thị lực thì nó có chia ra làm các cái bệnh của về mắt tại mắt, đó là tăng nhãn áp, này đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác và chấn thương do mắt và tại mắt. Về cái bệnh các cơ bệnh ở cơ quan liên quan đến mắt thì gồm có tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch, các bệnh ở tuyến giáp trạng hay tổn thương bên trong não, các bệnh về thận như viêm cầu thận thì nó cũng đều ảnh đến cái thị lực của chúng ta. Về cái bệnh tăng nhãn áp này thì nó là một cái bệnh mà nó xảy ra ở không phân biệt được không phân biệt được cái tổng thống kê của Việt Nam cũng như của thế giới là không phân biệt ở tuổi tác hay phân biệt là giới tính. Nó có hiện nay có một số cái nguyên nhân là cũng chưa để thử phát hiện ra. Thế còn về cái mà cái phát hiện ra cái tăng nhãn áp này thì chủ yếu là thường khi cấp cứu rồi hoặc là khi có những cái khám mà phải các bác sĩ chuyên khoa mắt có những dụng cụ đo rất chính xác thì mới phát hiện ra cái tăng áp lực tăng nhãn áp của đôi mắt của chúng ta. Chứ còn chúng ta khi mà những cái biểu hiện ban đầu thì chúng ta thường hay bỏ qua về không biết được cái này, mà chủ yếu là phải khi khám bệnh hoặc là khi có những cái hậu quả rồi chúng ta mới phát hiện ra được đó là bệnh tăng nhãn áp. Thế thì với cái bệnh về thoái hóa võng mạc thì bắt đầu từ cái tuổi 40 trở lên. Thế nhưng hiện nay với Viện Mắt Trung ương Việt Nam báo cáo hàng năm với Bộ Y tế thì có thấy rằng là cái thoái hóa về để phải đeo kính lão thì hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là theo thống kê của Việt Nam vậy là cái tỷ lệ mà phải đeo kính ở cái lứa tuổi từ cái chuyện cận thị của học sinh cho đến cái lứa này đã cái tuổi mà theo thống kê của Tổ chức Thế giới là 40 tuổi trở lên thì hiện nay Việt Nam là đã thấp xuống là tới là trung bình là khoảng độ là 35 tuổi đã có những người phải đeo kính lão rồi mà mắt trước đó hoàn toàn là bình thường. Đấy là một cái dấu hiệu, một cái cảnh báo cho chúng ta thấy rằng là cái giảm thoái hóa võng mạc này nó có rất nhiều nguyên nhân nó gây ra như vậy mà nó thể hiện trẻ hóa ở cái tuổi trẻ. Đó là một cái thế còn những cái thống kê về cái từ tuổi cao trở lên thì nó có những cái thoái hóa võng mạc thì nó là có một cái tỷ lệ nhất định rồi thì nó theo một cái chung của cả thế giới cũng như của Việt Nam. Thế
Thế về về bệnh trong những rối loạn thực lực phổ biến hiện nay, đó là cái thoái hóa điểm vàng do tuổi tác gây nên ấy, thì chúng ta thấy rằng là thoái hóa điểm vàng thì nó là một cái điểm khởi động mà quá trình nó gây nên một cái gọi là chết cái tế bào thị giác của võng mạc. Quá trình này diễn ra đều đặn và nó không thay đổi được, vì các cái tế bào này thì nó chỉ có một cái giới hạn tế bào não và tế bào mắt, nó có một cái tỷ lệ từ lúc sinh ra cho đến lúc chúng ta gọi là chết đi, thì nó có một cái tế bào của cái hoàng điểm này, tế bào võng mạc này, nó là một tế bào nhất định. Thế còn khi mà chúng ta bị là nó bị gây những cái chết tại cái tế bào đó, thì nó gây ra gọi là thoái hóa. Nó thoái hóa một cách rất nhiều cái nguyên nhân, nó thay đổi có thể là thoái hóa dần dần hoặc là thoái hóa cả một cái đám, một cái vùng. Và có những người thì bị là một bên mắt, có những người thì bị cả hai bên mắt. Cái này hiện nay là các nhà là nhãn khoa đang nghiên cứu tìm những cái nguyên nhân, nhưng cũng chưa thể thấy một cái nguyên nhân nào nó nêu lên rõ rệt cả. Thế thì chúng ta thấy rằng trên hình ảnh đây là một cái hình ảnh mà chúng ta đã nhìn thấy cái khi một cái chưa cái thoái hóa hoàng điểm, nhìn cái ngôi nhà bình thường, nhưng khi mà có một cái điểm mà thoái hóa thì chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái đen ở trên cái một cái điểm mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta cũng có những cái hiện tượng là có những người là có những hiện tượng như là gọi là ruồi bay trước mắt ấy, nhưng mà không biết được là chúng ta đã bị thoái hóa bệnh thì chúng ta lại bỏ qua. Lúc cái ban đầu nó là chỉ những cái dấu hiệu như thế, thì rất nhiều người đã bỏ qua những cái điểm như vậy. Đấy là một cái dấu hiệu để thoái hóa cái điểm võng mạc của chúng ta như vậy. Thế thì mời slide theo ạ. Thế về cái phần nữa là cái cận thị học đường, thì không phải là tổ chức thế giới tính trên thế giới trung bình thôi, với là trên 500 đến 500.000 trẻ em các nước trên thế giới là bị mù do cái xuất phát từ những cái điểm là nó thoái hóa các cái điểm vàng và cận thị của học đường nó gây nên. Thì với 6-7 trẻ em do là từ lúc sinh ra cho do thiếu vitamin thể nhẹ hoặc là vitamin thể nhẹ hoặc là nặng, thế thì chúng ta cũng đã phải có tổ chức thế giới giúp đỡ, cũng như là của các cái chương trình Việt Nam, cũng như là tổ chức UNICEF của Việt Nam cũng đã hỗ trợ cho Việt Nam là có cái chương trình gọi là dùng vitamin A cho trẻ em từ cái lúc mà là 6-9 tháng tuổi cho đến các trẻ em của dưới 3 tuổi cũng đã được thực hiện chương trình này, nhưng mà chúng ta cái nguồn lực nó cũng không được phủ khắp trên toàn quốc. Thế thì với cái thống kê mà với cái mắt học đường đây thì muốn nêu từ năm 2003, nhưng trong cái theo cái tài liệu của tôi nắm được thì trong cái báo cáo của Bộ Y tế về cái bệnh không lây nhiễm cái mắt học đường thì nó tăng lên trong những năm 2017, nó tăng lên rất là nhiều và nó chiếm gọi là đến tất cả các cái học sinh của học sinh tiểu học cũng như học sinh trung học cơ sở rồi đến học sinh trung học phổ thông hiện nay của Việt Nam mình, nhất là các thành phố lớn thì đều là có cái tỷ lệ là trên 90% cái thiếu niên là và chúng ta bị mắc cái cận thị học đường. Mà chúng ta nhìn đến bây giờ là trong cái tập thể học sinh ở các thành phố mới tập trung ấy, thì nhìn thấy là gần như là 10 em thì có đến gọi là 9 em đeo kính. Đấy là một cái điều rất là đáng buồn. Kể cả như khi đi khám nghĩa vụ quân sự thì các bạn đấy cũng đã có dấu hiệu phát hiện ra là thanh niên như thế, nhưng mà đã ra phát hiện ra là cái cận thị của cái lứa tuổi học đường nó ảnh hưởng đến cái đôi mắt của chúng ta như vậy, đến là thanh niên như vậy. Nên chúng ta thấy rằng là cái vấn đề này là một cái vấn đề rất lớn của quốc gia chứ không phải là riêng của con em chúng ta đâu. Rồi, xin tiếp. Thế thì để bảo vệ cái lớp sắc tố này thì nó là một cái bức phủ móng mạc ấy, thì nó có cái bộ lọc ánh sáng là bằng hai cái chất rất quan trọng, đó là lutein và
zeaxanthin. Tin này thì nó để có chức năng nó dinh dưỡng và bảo vệ cái ánh sáng để tiếp nhận cái thông tin thì nó vô cùng quan trọng. Như vậy thì nó có chức năng của cái sắc tố này để tác động để chống lại những cái chất oxy hóa để gây ảnh hưởng đến tế bào của trong cái hệ thống mắt, nhất là tế bào võng mạc, các cái điểm vàng đó để tiếp nhận lọc ánh sáng để chúng ta truyền vào não để được đánh giá rằng đó là một cái lượng thông tin nó rất nhạy cảm và nó rất là lọc rất là tốt. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng là cái hai cái yếu tố là hai cái sắc tố nó vô cùng quan trọng đối với mỗi một đôi mắt của chúng ta. Thế thì đối với giải pháp đến từ tập đoàn của CBD để bảo vệ thị lực chống lại những tác động do tuổi tác gây nên thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta vô cùng phải cảm ơn cái tập đoàn CBD đã đưa ra một cái bản quyền, một cái giá trị công nghệ, đó là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Đó là một cái mà chúng ta thấy rằng là chưa có một cái tập đoàn hay một cái công ty dược phẩm hay cũng như là các cái công ty có, kể cả những cái công ty khác, mà đưa ra được những cái công thức làm sao nó kết hợp ở trong một cái bộ sản phẩm mà lại được thanh lọc, được tăng cường năng lượng cũng như được cân bằng. Đấy là một cái yếu tố mà vô cùng là giá trị đối với tập đoàn Siberian Wellness. Xin tiếp ạ. Thế thì cái dòng Synchrovitan mà chúng ta vẫn gọi tắt là Syn 7 này thì nó là một cái chuyên biệt về cho cái phần về cái sản phẩm của mắt. Nó là trong đó nó có chứa cái phần các cái beta carotene hay cái zeaxanthin để lọc ánh sáng cũng như là bảo vệ cái võng mạc, là cái sắc tố lutein, thì đã được các nhà khoa học của Nga đưa vào cái sản phẩm Syn 7 này, mà chúng ta đã được bộ các cái tiêu chuẩn, kể cả của Mỹ hay của Đức, của châu Âu cũng như của cục của Bộ Y tế Việt Nam đã được kiểm nghiệm rất có đầy đủ các cái giấy chứng nhận là hoàn toàn là tính chính xác, và chúng ta cũng biết rằng cái sản phẩm này nó có giá trị như vậy. Xin tiếp. Với cái dòng này thì nó là để nó mang lại cho chúng ta cái sự là cân, điều hòa cái sự căng thẳng tự giác, mà nhờ các cái vi chất ở trong cái sản phẩm gọi là Syn 7 này cải thiện thị lực lúc trời chạm vạng tối. Nhất là chúng ta cũng từ trước nghe là người ta đã thống kê rằng cái tai nạn giao thông ấy, nó ở cái giai đoạn từ 6 giờ đến 8 giờ nó xảy ra rất nhiều, và chúng ta cũng gọi là các cụ vẫn để lại câu là quáng gà. Thế thì có những cái đoàn, cái công ty ô tô, vận tải ô tô đã còn khuyên là nếu như phải đi đường dài mà đến cái giờ đấy thì chúng ta nên nghỉ để ăn cơm hay nghỉ ngơi gì đó. Thì qua cái giai đoạn đó thì cái tỷ lệ giảm cái tai nạn giao thông nó giảm rõ rệt luôn. Đấy là một cái thực tế của Việt Nam là như vậy. Nó chứng minh rằng là cái đôi mắt của ta điều khiển trong cái quá trình tối nó rất là quan trọng như vậy. Thế thì cái này nó lại còn giúp cho chúng ta ngăn ngừa được những cái biến đổi về do cái giảm thị lực ở cái tuổi già. Đấy là một cái mà sau khi họ đến biết đến những cái sản phẩm này, tôi thấy nó lại vô cùng là giá trị như vậy. Xin tiếp. Cái Syn 7 này đã được Bộ Y tế cũng như là được các nhà tập thể khoa học nhà Nga đã đưa ra những cái chất chiết xuất từ những cái sản phẩm của vùng Siberia. Nó lại không có một chút độc hại nào, nó chỉ đưa ra những cái chất, cái tinh chất rất cần thiết cho mắt, là thứ nhất là từ cây dâm bụt và từ cây mai hắc biển, cũng như là các cái chiết xuất của cái quả anh đào dại, thì là một cái vùng Siberia nó giá trị như thế, nó có một cái sự gọi là bền vững trong cái sản phẩm của Syn 7 này. Thế thì đây là một cái bảng so sánh gọi là với các cái sản phẩm khác mà có trên thế giới cũng như là ở tại Việt Nam, là cái sản phẩm của Syn 7 này nó
có những cái bảng so sánh này, nếu các anh các chị mà đã được biết đến cái tài liệu của sản phẩm thì chúng ta đã biết cái bảng này rất là rõ. Còn các anh chị mới đến với CBD thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau những cái này, nếu chúng ta muốn nghiên cứu về cụ thể về cái chất, kể cả trên cái bảng các cái thành phần của cái sản phẩm C7 này, trên cái bảng của công ty cũng đã đưa được mô tả những cái chất này rất là rõ ràng và đầy đủ, cũng như cái bảng chứng nhận của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế cũng đã đưa lên kèm theo luôn cả cái bản PDF trong cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ tìm hiểu trên trang web, chúng ta sẽ biết rất là rõ. Tiếp. Đây là một cái sản phẩm nữa là cũng để là bảo vệ cái tự nhiên cho cái mắt, chống lại cái biến đổi do tuổi tác gây ra. Thì cái sản phẩm này thì là đã đưa trên cái slide trước, nhưng mà hiện nay là chúng ta đã đưa vào cái sản phẩm là cái dầu omega là cũng rất là tuyệt vời. Mà cái trước đây thì cái sản phẩm này giá là 242.000, nhưng bây giờ là lên 257.000 là ở trên cái sản phẩm này. Tôi thấy rằng là chưa có một cái sản phẩm nào mà lại rẻ đến như cái sản phẩm của Cibidin Wellness này. Tôi thấy là nó so với cái chất lượng và với cái giá cả thì đúng là mình thấy là vô cùng là rẻ, đúng như là cái chúng ta đã học tới buổi trước là chất lượng thì là ở đỉnh mà giá thì của người lao công. Đấy là một cái mà không phải riêng cái sản phẩm này mà còn cả những cái sản phẩm khác nữa, đó là một cái rất là tuyệt vời và của cái sản các cái sản phẩm của tập đoàn CBD là chúng ta đã biết. Đây những cái bảng này muốn nêu lên các cái chất, các cái thành phần ở trong này đã được kiểm nghiệm của Bộ Y tế, cũng như là khi vào các nước như kể cả các tiêu chuẩn của Mỹ FDA cũng như tiêu chuẩn của châu Âu thì cũng đều đã được các nước đã kiểm tra rất là nghiêm ngặt, đã đưa cái thành phần này được đều công bố trên cái nhãn mác cái sản phẩm là luôn luôn đảm bảo các cái tiêu chuẩn của cái sản phẩm này để chúng ta biết cái sản phẩm như vậy thôi. Thì cái ưu điểm của cái sản phẩm này đó là cái tính hấp thu sinh học rất là cao, và cái hàm lượng cao các cái hoạt chất sinh học này nó có tác dụng là để có trong một thời gian dài, trong đó có cả vitamin E, rồi tỷ lệ tối ưu các cái lutein và cái xanh etin này, nó gọi là đưa một cái công thức 5 trong 1. Thì cái này thì theo với cá nhân của đồng hiệu thì là cái bản quyền mà để tạo ra cái 5 trong 1 này là bản quyền của tập thể các nhà khoa học Nga, mà đã được chứng minh bằng thực tế. Và tí nữa thì các anh chị có những cái sử dụng cái sản phẩm này sẽ chia sẻ những cái kết quả thực tế, chứ còn chúng ta cũng nêu những cái này để chúng ta biết được cái ưu điểm của cái sản phẩm này là như vậy thôi. Vâng, đây là cái đương rồi cái bảng giá này của hộp mang viên. Thì như đến bây giờ thì trên kệ chúng ta là có cái sản phẩm là cũng cái hộp mà chúng ta có cái hộp dầu lutein ở trên cái sản phẩm một cũng lên 257.000. Đấy phải, thì chúng ta trên kệ đấy chúng ta ra sẽ biết đấy là cái mà nêu để chúng ta biết. Thế vì từ những cái thành phần mà đã được công bố như này thì đều có trên cái giấy chứng nhận của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế. Là thứ nhất là cái dầu từ cây mai hắc biển là 500 mg, rồi tổ hợp tocopherol là 30 mg, rồi trong đó vitamin E là 28,5 mg, rồi tổng hợp beta caroten tự nhiên thì là 20 mg, và cái bao con nhộng gelatin thì 240 g, ở trong rất được ghi rất rõ. Cái này là đã được kiểm nghiệm rất nhiều lần và đã được chứng nhận của Bộ Y tế rồi, là chúng ta rất là tin tưởng vào cái sự công khai minh bạch của các cái sản phẩm này. Thế thì tiếp theo đó là một cái sản phẩm nữa, đó là cái vitamin omega gọi là ba con cá vàng. Trên đấy trong cái hộp này là để chứa cái, thì trong cái này cũng nêu rất nhiều các cái chất của cái trong cái axit béo không no,
trong cái lọ này, rồi thì vitamin A, vitamin E, rồi vitamin D3 để trong cái hộp này. Tôi thấy là cái sản phẩm này nó rất là giá trị ở trong những cái thành phần này đấy, và với cái góc độ chuyên môn của cá nhân tôi, khi mà tôi đi xe so sánh cái sản phẩm này với cái sản phẩm khác. Rồi đến cái Omega Nordic này thì lại cũng là rất là giá trị khi mà chúng ta có những cái lọ sản phẩm như thế này, mà giá thì có 264.000 đồng một lọ 30 viên nam, là dùng rất là tốt. Trong này thì là để mang chứa tới 550 mg dầu cá biển Bắc Cực, là nguồn cung cấp axit béo không no cho cái trong cái sản phẩm này đối với cơ thể con người chúng ta. Thế thì tiếp theo nữa là một cái sản phẩm đã nó dùng cho từ cái sản phẩm là chúng ta đã biết là trong cái sản phẩm đối với chăm sóc cái thị lực mắt này, là từ cái sản phẩm là bình dân như vậy, rồi thì đến cái sản phẩm trung bình. Tôi gọi cái sản phẩm này là trung bình, đó là cái dòng Vision Box này, thì nó có các cái quy tích đóng gói, nó tiện lợi cho các cái việc sử dụng của mọi người, như để cho chúng ta mà lại có cái giá nó với những người có điều kiện trung bình thì chúng ta sẽ dùng đến cái sản phẩm này, nó cũng rất là tốt đối với chăm sóc thị lực cũng như chăm sóc các cái dinh dưỡng cho cơ thể con người. Tiếp theo là một cái sản phẩm Neurovision, thì đây là nó là viết tắt của hai một cái là dùng cho thần kinh neuro, và một cái là cho vision, nó là mắt, thì là một cái sản phẩm não và mắt. Thì chúng ta thấy rằng là chưa có một cái sản phẩm nào mà cái kết quả là dùng mà nó lại đưa lại kết quả cho rất nhiều cái giá trị, nó lại có tác dụng biến đổi ngay. Tất nhiên là với cái sản phẩm này thì Đồng chưa dùng, nhưng mà dùng cho một số người quen, người thân thì thấy một cái nó biến đổi ngay, nó tác dụng ngay, là mọi người cảm thấy rằng là tại sao lại có một cái sản phẩm lại nhanh và tốt như vậy mà đến bây giờ mới được biết. Thì mình rất là thấy rằng là chúng ta, đối với những người có điều kiện về kinh tế, kể cả những cái người mà chúng ta có không có cái chưa có cái điều kiện kinh tế gọi là trung bình thôi, nhưng mọi người là đều chưa biết đến cái sản phẩm này thôi, chứ không phải là mà chúng ta, đây là cái vai trò của chúng ta là những tư vấn viên mới, cũng như tư vấn viên đã đến bao lâu rồi, chúng ta hãy lan tỏa cái giá trị này. Bởi vì chắc chắn là tất cả những người có điều kiện trung bình trở lên thì đều sẵn sàng dùng cái sản phẩm này. Đó là một cái thực tế của trong cái thời gian mà mình biết đến cái sản phẩm này như vậy. Mình xin chia sẻ với các cô bác anh chị như vậy. Xin tiếp ạ. Những cái phần thành phần này thì đây là muốn nêu lên để cho là những cái sản phẩm này đã được các nhà khoa học Nga chiết xuất, cũng như là đưa vào trong cái sản phẩm này, tại sao nó lại có cái giá trị như thế, là từ những cái sản phẩm nào, bằng cái công nghệ của châu Âu cũng như là công nghệ của Nhật Bản, thì tập đoàn đã xây dựng và đưa vào cái sản phẩm này là những cái dòng tổng hợp nó rất là tối ưu cho với cái sử dụng, không phải là cho Việt Nam mình mà cho cả tất cả các nước đã biết đến cái sản phẩm này trên thế giới. Xin cho tiếp ạ. Tôi tiếp đây ạ. Mời thủ lĩnh cho tiếp đây. Đây là những cái mà nêu về cụ thể thôi. Đây là cái thành phần là cái giá trị cụ thể của cái sản phẩm Neurovision này, mà giá chỉ có 1.485.000 đồng. Với những cái sản phẩm của cái sản phẩm này thì với chúng ta đã thấy rằng là từ các cái tổng hợp các cái dòng sản phẩm ghi rất cụ thể ở trong này, là chúng ta sẽ thấy rằng là nếu với so một cái giá này thì
so với một cái sản phẩm khác mà lại còn không được các cái chất như này, thì chúng ta thấy rằng là chỉ giỏi rẻ bằng 30% so với những cái sản phẩm khác. Nếu như với cá nhân đồng biết, đó là một cái thực tế mà như vậy. Chúng nêu lên cái giá này để cho các anh chị biết rằng là nó một cái sản phẩm mà nó vô cùng chất lượng nhưng lại giá vô cùng là thấp so với cái giá trị của nó. Xin mời tiếp. Tiếp đến là một cái sản phẩm nữa là chúng ta phải biết rằng là mắt ấy, là gây còn một cái sản phẩm, một cái slide trước và thôi, cái trước là một cái sản phẩm nữa là siêu vitamin thì cũng thể nói thêm một chút thôi. Nhưng là chúng ta biết rằng mắt là một cái cơ quan nó tinh vi, nó hoạt động, nó cần một cái sự gọi là năng lượng, những như dinh dưỡng nó cần thiết như vậy, nhưng nó lại bị tác động ảnh hưởng rất lớn của các cơ quan khác, đặc biệt đó là gan. Tất cả những cái người mà khi có biểu hiện về các bệnh về gan, nhất là những bệnh về gan, thì luôn luôn là khi mà chúng ta đã nhìn thấy và gọi là vàng mắt rồi ấy, thì biểu hiện của gan lúc đấy đã hỏng tới 85% cái lá gan của chúng ta rồi. Thế chúng ta mới thấy rằng là khi mà một cái cơ quan khác mà quan trọng như cái lá gan, thì bất kể một cái nguyên nhân gì, từ viêm gan cấp hay là suy gan, hay là những cái biểu hiện một cách đơn giản nhất như gan nhiễm mỡ thôi, thì chức năng gan nó đã ảnh hưởng rồi, và nó không để cung cấp cái chất dinh dưỡng lên cho mắt được, thì nó đã ảnh hưởng đến cái thị lực của chúng ta rồi. Nó như vậy thì nó còn một cái cơ chế thần kinh nữa, tức là khi chúng ta mà có những cái tức giận thì cơ thể sẽ tiết ra một cái chất gọi là catecholamine hoạt động trên hệ thống thần kinh trung ương, và nó tăng cường cái sự phân hủy axit béo, những như tăng độc tố trong máu và tế bào gan, thì nó dẫn đến là nó đưa lên trên mắt của chúng ta luôn luôn. Thế nên là khi chúng ta có những cái biểu hiện gì về cái tính cách của chúng ta trong cái cơ thể của chúng ta, thì chúng ta đều gọi là biểu hiện ra cánh mắt của chúng ta. Đó là một cái mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thị lực như vậy. Tiếp. Vâng, thì qua một cái buổi chia sẻ qua tóm tắt sơ bộ về cái sản phẩm này, thì Đồng cũng muốn các cô bác anh chị đã dùng những cái sản phẩm của CBD rồi mà để chăm sóc cho sức khỏe, từ là trẻ em cho đến người già, từ những cái sản phẩm là rẻ, là giá rất bình dân, cho đến sản phẩm trung bình, giá trung bình, cho đến sản phẩm giá gọi là cao. Nhưng mà nếu theo cái nhận thức của Đồng thì với cái giá trị cao thì nó cũng rất là rẻ so với những sản phẩm khác. Và Đồng cũng thấy rằng là luôn luôn là những cái sản phẩm của sản phẩm cao này, nhưng mà chúng ta là có một cái hạn chế của tập đoàn là cứ luôn luôn phải gọi là xem được khi nào hàng về, khi nào được các thủ lĩnh cung cấp cái hàng về là chúng ta xem là cái sản phẩm này có không, để chúng ta gọi là mua lấy cho người nhà mình và cho người thân mình. Và một cái giá trị nữa là chỉ mua được một cái giò Neurovision hay cái siêu vitamin mà tặng cho người thân của mình, với bố mẹ mình, thì mình thấy rằng mình sung sướng vô cùng. Đấy là cũng một cái xiên rẻ cảm xúc giác của cảm xúc của Đồng khi hai vợ chồng Đồng khi biết đến cái sản phẩm của CBD nó là như vậy. Xin có một cái buổi chia sẻ về cái bệnh tật về thị lực, những cái sản phẩm, một cái giải pháp của CBD, nó từ bình dân cho đến những cái gọi là chúng ta gọi là cao cấp, để chúng ta có cái giải pháp để chăm sóc cái thị lực của chúng ta một cách chủ động, cũng như chăm sóc sức khỏe của cơ thể một cách chủ động. Thì cũng chia sẻ với các cô anh chị trong cái buổi hôm nay, để các cô chị có những cái kết quả mà đã sử dụng rồi thì cùng chia sẻ lên cho chúng ta, để chúng ta cùng nhau học tập và cùng nhau
sử dụng cái giải pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu. Và rất là cảm ơn thủ lĩnh Nguyễn An, cảm ơn Cao Thông Nguyễn An, cảm ơn các cô bác chị đã lắng nghe cái buổi chia sẻ của đồng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn bài chia sẻ vô cùng tuyệt vời, hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Đồng. Cả nhà thấy không ạ? Bác sĩ Đồng mới tham gia vào CBD của chúng tập đoàn CBD Việt Nam được 4 tháng ạ, đang là tháng thứ 5 thôi ạ. Từ một vị bác sĩ là không tin thực phẩm chức năng, gọi là bài trừ thực phẩm chức năng, không tin vào thực phẩm chức năng, chỉ tin vào Tây y thôi. Đúng không ạ? Tin vào các giải pháp của Tây y thôi. Nhưng qua quá trình mà hỗ trợ trị liệu cho chính bản thân mình, có cái giá trị kết quả, và từ cái việc không tin thì bây giờ anh đã chuyển thành nó là một cái đức tin và lan tỏa. An rất là biết ơn các anh chị, đặc biệt là những anh chị bác sĩ, những người có chuyên môn, và anh chị dược sĩ, những người có chuyên môn, từ những người không tin vào thực phẩm chức năng nhưng chỉ cần trải nghiệm thôi ạ. Trải nghiệm đúng đủ đều cho bản thân mình thì đã có cái niềm tin thực sự là tuyệt đối vào sản phẩm, để làm sao đi lan tỏa giá trị. Và An rất vui mừng khi tất cả các anh chị đã đón nhận được rồi thì sẵn sàng chia sẻ lan tỏa đến mọi, nghĩa là bất kể lúc nào ạ, và tận dụng tất cả những cái khoảng thời gian của mình có để đi chia sẻ và lan tỏa. Chính vì vậy mà các anh các chị đạt được những cái mà giá trị. Cái giá trị đầu tiên là giúp cho rất rất nhiều người được khỏe mạnh. Đó. Mới có 4 tháng thôi, anh cũng gần đạt được mức K7, tư vấn viên cao cấp đúng không ạ? Chị thì gần chạm đến nhà tư vấn chuyên nghiệp sau 6 tháng, 7 tháng ạ. Đấy cả nhà thấy không ạ? Thực tế chị cũng là một bác sĩ, và hai anh chị đều là bác sĩ, mà khi đón nhận được, khi có cái giá trị thực tế rồi, tức là giá trị thực tế cho bản thân mình, thì cái sự lan tỏa của nó vô cùng tuyệt vời. Và cả nhà cùng thả tim để cảm ơn và biết ơn bài chia sẻ vô cùng tuyệt vời của bác sĩ Nguyễn Thành Đồng ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vâng, xin mời tất cả các chia sẻ hoặc những câu hỏi của anh chị em về các vấn đề liên quan đến thị lực của chính bản thân mình, hoặc của những khách hàng, hoặc của người thân của mình ạ. Vâng, xin mời cả nhà. Cả nhà chúng ta cùng tương tác ạ. Xin mời ai chia sẻ thì bật mic xưng tên ạ. Tôi ạ. Vâng, xin mời chị Kiều Lê ạ. Thưa thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An và thưa bác sĩ Nguyễn Đồng và thưa tất cả các anh chị em ở trên Zoom. Thực tình là hôm nay là rất cảm ơn bác Đồng đã chia sẻ về cái nội dung về cái mắt. Thì đúng với cái bệnh mắt của tôi rất là cảm ơn bác. Là qua cái bài giảng thì đã biết thêm được một số kiến thức, cũng như về cái vấn đề mà sử dụng sản phẩm thì rất cảm ơn bác ạ. Sau đây thì nói chung là có xin chia sẻ và hỏi thôi. Cái thứ nhất đó là do mắt á, mắt của em đó bác, thì năm 44 tuổi là em bắt đầu bị cận thị, là coi như là 3 độ 75. Thì nói chung á là cái tuổi em cứ nghĩ là tuổi nó lớn rồi cho nên nó có ảnh hưởng về mắt. Mà nói chung là em xin giới thiệu tên em một chút, chưa giới thiệu tên. Em tên đầy đủ là Lê Thị Bích Kiều. Năm nay là 58 tuổi rồi, đến từ thị trường thành phố Đà Nẵng. Thì biết khi biết đến CBD thì em đã làm trong ngành giáo dục là hơn 37 năm rồi. Khi mà đến tìm cái giải pháp vì cái nỗi đau là nó sức khỏe, vì sức khỏe là rất là nhiều. Khi mà về hưu rồi á, thì cái bệnh về thứ nhất là nó về rối loạn tiền đình nè, viêm xoang nè, rồi khớp nè, đó, rồi thêm cái bệnh mắt nữa. Nhưng mà với cái sản phẩm CBD thì rất là tuyệt vời rồi. Các bệnh khác thì em mới giải quyết cũng được 70%, có khi trên 70% rồi. Đó. Nhưng riêng cái về mắt á, thì hiện nay trước đây á, là em làm trong cái ngành giáo dục thì em cũng biết rồi. Là vì do tiếp xúc với máy tính, đã tiếp xúc các tia sáng nó làm cho mắt mình ảnh hưởng. Thì đợt đó em đi khám ở bác sĩ á, thì bác sĩ mới chẩn đoán em á, là bị khô giác mạc. Nó khô giác mạc mắt thì có cho em uống thuốc và cho thuốc để nhỏ thì nó cũng đỡ một thời gian ra thôi. Cái sau đó mà khi mà có một cái đoàn kiểm tra của phòng á thì em mới tích cực và em làm hồ sơ sổ sách, thì trong con mắt mình nó chảy ra cái nước hồng hồng. Em không hiểu vì răng mà nó nặng đến thế. Thì khi đi khám bác sĩ cũng nói là bị khô giác mạc. Thì em uống thêm cái omega 3 mà của omega 3 mà của Mỹ bác. Đó, em uống cái loại đó thì có một thời gian em đỡ rồi, có mới cách đây 2 năm đây, 56 tuổi là em bắt đầu em bị lại. Đã bị lại. Cái rồi em cũng tiếp tục
uống sản phẩm, uống sản phẩm là không phải sản phẩm của CBR mình đâu, em uống cái sản phẩm mà omega 3 nữa, với lại nhỏ thuốc để nó đỡ cái khi mà em biết đến CBR, em biết CBR lúc đó nó vẫn quay trở lại đau trở lại nè, các em biết đến CBR là em dùng cái Vision Box á, em thì uống cái Vision Box, thì em uống được hai hộp rồi, thì lúc mà em chưa uống Vision Box thì con mắt em vẫn thấy cái điểm vàng đó, cái điểm vàng khi mà em ra nắng là rất là đau, nó đau nó nhức lắm, em thấy cái điểm vàng đó, nhưng mà khi uống cái Vision Box á là em thấy đỡ hẳn luôn, không thấy cái điểm vàng đó nữa. Đó, không không có sợ nắng nữa. Nhưng mà có một cái á, là em muốn hỏi bác là không biết lý do vì răng là khi em ngủ một đêm đi sáng á, là bắt đầu con mắt em nó chích á. Khi mà nó em mặc dù em thức dậy rất sớm nhưng mà nó bắt em nhắm con mắt lại kha. Đó, nhắm mắt kha mà nó chích, em không hiểu lý do vì răng. Thì khi mà qua 7 giờ rồi á, là bắt đầu nó hoạt động bình thường, đến thậm chí đến giờ trừ là em vẫn làm việc bình thường, nhưng mà ngủ đêm tới sáng là nó bị chết. Thì em muốn xin hỏi bác thử em có phải bổ sung thêm cái gì nữa không, ngoài cái Vision Box đi không? Em uống Vision Box em thấy nó cũng có đỡ đó, nhưng mà em xin bác là cho em thêm cái thuốc gì nữa, cái sản phẩm gì nữa để em uống cho nó đỡ dứt hẳn con mắt, để buổi sáng sớm em vào dâm. Thực tình cái dâm buổi sáng sớm 5:30 em rất là thích, mà không biết làm răng vào được cái dâm đó. Thì em cũng mong bác cho em xin, xin thêm thuốc, em xin hết ạ. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Rất là cảm ơn chị Kiều Lê, Lê Kiều đấy, và Lê Kiều. Thật ra nói là chị đã thấy rằng là chị 30 năm đấy, chị là giáo viên, chị đã thấy rằng dùng các sản phẩm khác mà vẫn bị ảnh hưởng của cái mắt như thế. Mà đến bây giờ là chị mới dùng sản phẩm cấp của CBR với Vision Box. Ngoài ra chị có dùng thêm các cái sản phẩm như bộ ba thanh em không có dùng gì nữa hết, mà em chỉ nhỏ cái nước muối sinh lý và em pha thêm vào bên sam ít thôi, em có nhỏ mà em thấy nó cũng đỡ, nó bớt đổ nước mắt nhưng mà nó vẫn cái ban ngày thì không sao, nhưng mà chỉ có là đêm tới sáng là bắt đầu là nó chích, nó khó chịu lắm, nó làm nước mắt em đổ. Dạ, rất hiểu ý chị rồi đấy. Chị có mới dùng một loại Vision Box thì thật ra mà nói là đấy là một cái thấy chị đã thấy nó tác dụng rất là tuyệt vời như vậy rồi. Thế nhưng bây giờ nếu mà chị dùng thêm các sản phẩm của CB, bởi vì là các sản phẩm của CB này nó đều chứa trong đấy một cái gọi là cái hàm lượng là của hàng trăm nhà khoa học Nga, chứ không phải là riêng một nhà khoa học nào cả. Nó lại đưa một cái bản quyền công nghệ mà đến bây giờ là cũng như cái hôm buổi chia sẻ của 25 năm kỷ niệm 25 năm tập đoàn, mà đến như bản thân bác sĩ Đồng cũng khẳng định một điều rằng là sẽ rất lâu nữa mới có những cái sản phẩm được cái bản quyền là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Mà cái này là hoàn toàn do cơ chế của cơ thể của con người tự điều chỉnh khi chúng ta là bù vào những cái sản phẩm. Nó rất là hai vợ chồng Đồng còn hai lần đồng bác sĩ còn nói là nó vi diệu, nó một cái rất là thông minh, tức là khi chúng ta đã biết đến cái sản phẩm này là có rất nhiều cái kết quả thực tế. Mà hôm trước đấy, thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Huy Minh đã có cái buổi zoom lớn là chúng ta dùng một cái sản phẩm này nhưng lại được khuyến mại là rất nhiều những cái bệnh khác kèm theo là chúng ta đều khỏi, cơ thể nó cân bằng một cách tuyệt vời đến như vậy. Thì bây giờ là chị hãy dùng thêm cái sản phẩm để kể cả những cái sin 7, kể cả là một bộ thanh lọc, về kể cả cái dần nếu có điều kiện nữa chị dùng thêm cả cái neurovision, bởi vì chị làm việc trí óc thì nó liên quan đến cái hệ thần kinh của chị rất là lớn. Nếu như bây giờ là chúng ta dùng cái sản phẩm, nếu như theo mọi người, những người lao động thì cho rằng nó là đắt, nhưng với Đồng thì thấy nó rẻ vô cùng. Nếu như chúng ta dùng thêm cái, chúng ta không cần dùng neurovision nữa mà chúng ta dùng luôn gọi là không cần Vision Box nữa mà chúng ta dùng luôn coi là Neurovision, thì khẳng định một chiều là không nhanh thì gọi là trong thời gian là ngắn thôi, chị sẽ thấy rằng là chị sẽ dậy được sớm và chị sẽ tham gia được các cái buổi Zoom này. Đấy là một cái điều mà với cá nhân là khẳng định như vậy. Nó sẽ thay đổi ngay những cái, chứ còn khi chúng ta dùng bộ thanh lọc hay dùng các cái sản phẩm kể cả Vision Box ấy, nó cũng đã
có những cái biểu hiện mà chúng ta đã biết cái biểu hiện khi dùng các cái sản phẩm của CBD này là nó có những cái dấu hiệu, có những người là đau mắt thì nó sẽ tăng tiết các cái gọi là cái những cái rỉ mắt hoặc là những cái để nó tự sửa chữa từ những cái tăng tiết từ cái ống lệ cho những cái mỗi một cái chớp mắt của chúng ta thôi là nó đem cái dinh dưỡng mà trước đây chị đã bị khô, gọi là khô giác mặt, khô giác mạc. Khô như đấy là do thiếu hoàn toàn cái chất dinh dưỡng. Còn khi mà chị đã làm việc căng thẳng mà nó đã có những cái dịch màu hồng ra, đấy là nó là hiện tượng gọi là xuất huyết, tức là khi dịch nó không đủ nữa là xuất huyết hồng cầu, chỉ có hồng cầu mới có màu đỏ như thế. Và rất nhiều người là kể cả một cái cơn tức giận hay là một cái huyết áp thôi là nó cũng đã gây ra là xuất tiết những cái mao mạch đấy, nó ra biểu hiện ra mắt, bởi vì nó đòi hỏi là phải dinh dưỡng tại chỗ ngay như thế. Được cái này thì kể cả các nhà chuyên khoa mắt rất sâu là cũng chưa hiểu được tại sao lại có những cái cơ chế của cơ thể nó tự bảo vệ cao đến như vậy. Nó cao bảo vệ cao như thế vậy thì nó lại dẫn đến cái chuyện là khi mà chúng ta thiếu các vi chất, thiếu những cái dinh dưỡng đấy thì cơ thể nó phải tiết cái dịch, để nếu nó bù vào thì nó kể cả lúc đấy có hồng cầu hay có bất kỳ một cái gì nó cũng phải tiết ra thôi. Đấy là một cái thực tế cơ thể nó cái tính bảo vệ nó cao đến như vậy thì nó phải bảo vệ được cái mắt đã, bảo vệ những cái tế bào mà nó phải giữ cho cái hệ thống mắt nó thông suốt như thế, thì nó sẽ gây ra những cái dấu hiệu như vậy. Đấy là một cái mà là theo cái chuyên môn mà Đồng đã biết về các cái bệnh lý về mắt nó như vậy. Dạ, cảm ơn thủ lĩnh ạ. Dạ, cảm ơn. Cháu xin có một chút ý kiến với cô Kiều, chú Đồng ạ. Nhất trí. Dạ, em chào chị Nguyễn Anh. Cháu chào chú Đồng, cháu chào cô Kiều và chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên Zoom. Cháu là Thu Thảo, là dược sĩ ở trong Bình Dương. Thì với cái cháu cũng có nghe cô kể về cái vấn đề mắt của cô, thì cô mới chỉ uống có một sản phẩm là Vision Book thôi ạ, hay là cô còn có uống thêm sản phẩm nào nữa không ạ? Vision Book thôi con, chỉ uống Vision Book thôi, gần hai hộp rồi, gần hết hai hộp. Làm cô uống 1 tháng 2 hộp hay là 2 tháng 2 hộp ạ? Cô uống 2 tháng 2 hộp. À, thì thế này, chú đã chia sẻ cho chúng ta rất là chi tiết về cái chuyên đề về mắt và cái sản phẩm mà chú phân tích cho chúng ta rất là cụ thể và chi tiết. Thì trong Siberia các cái sản phẩm về mắt nó có rất là nhiều dòng sản phẩm, và chúng ta có cái sự lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là sự lựa chọn cho chính mình và tùy thuộc vào cái tài chính của mình ạ. Tùy thuộc vào cái tài chính của mình. Nếu mà cô cảm nhận rằng là cái tài chính của cô tốt thì cô có thể sử dụng thêm cái Lerovision. Nó là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, và đặc biệt là cô có cái biểu hiện là khi sáng ngày ra ngủ dậy ấy, là cô có hiện tượng là mỏi ở cái vùng đáy mắt, tức là cô mỏi ở cái vùng xung quanh mắt và nó đau ở cái vùng xung quanh mắt, đúng không cô ạ? Nó chích như kim chích á, có cái cảm giác như kim chích xung quanh mắt á, nó khó chịu lắm, không mở mắt ra được luôn. Đúng rồi, thì khi mà nếu như trong trường hợp cái mắt của mình cái thị lực nó kém, nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Và nó cũng có một phần nguyên nhân là do tắc nghẽn các cái mạch máu ở dưới cái động mạch ở dưới đáy mắt ấy ạ. Các cái mạch máu ở dưới đáy mắt. Thì nếu như nó bị tắc nghẽn thì cô cũng có cái hiện tượng là cái mắt của cô mờ đi, và nó có cái hiện tượng là nhức và mỏi ở hai cái vùng đáy mắt. Thì tùy theo điều kiện của cô mà cháu chia sẻ thế này, nếu như ở nhà cô có dầu ban san và cô nhỏ rồi, thì trước khi đi ngủ thì cô hãy dùng cái dầu ban san, và cô có cái động tác là cô massage xung quanh cái vùng mắt của cô để cho cái dầu mentan nó thấm vào, thì nó sẽ làm giảm đi những, thứ nhất là nó sẽ làm tăng cái lưu lượng máu ở xung quanh mắt đấy, và cái khả năng tính thấm của dầu mentan nó rất là tuyệt vời nếu như cô sử dụng một thời gian dài. Và buổi sáng lúc cô ngủ dậy đấy thì cô cũng hãy dành cho cái đôi mắt của mình khoảng độ 5 phút là cô sử dụng dầu massage, và cô massage xung quanh dầu mentan ấy, cô massage xung quanh mắt. Và nếu như cô có điều kiện thì cô có thể sử dụng thêm cái sản phẩm Neurovision, hoặc là những cái sản phẩm như là cái Botalic của cái lutein với lại zeaxanthin ấy ạ. Thì cái đấy là nó là cái dạng essential đấy, cái đấy nó chỉ bao hơn 200 ngàn thôi. Còn nếu như mà cái tùy theo cái điều kiện của cô thì cháu theo cái này ấy, thì cháu thì nghĩ rằng là cô lên bổ sung thêm cho cháu canxi và magie ạ. Cô lên bổ sung thêm cho cháu một ngày 2 đến 4 viên canxi và 2 viên magie vào buổi tối. Thì nó thứ nhất nó sẽ giúp cho cái giấc ngủ của cô tốt. Thứ hai là nó sẽ giúp cho các cái dây chằng
các cái dây chằng xung quanh mắt, bởi vì cái mắt của chúng ta nó hoạt động rất là mạnh đấy ạ. Mình nhìn thì nó như vậy thôi, nhưng cô có thấy rằng là lúc nó căng và nó chớp nháy liên tục không ạ? Thì cái đấy nó là những cái hiện tượng mà cái dây chằng xung quanh mắt của mình nó hoạt động rất là mạnh. Vậy thì cái việc của chúng ta là cần bổ sung thêm canxi và magie. Còn nếu như cô có điều kiện thì cô sẽ dùng thêm theo như là chú Đồng chú chia sẻ, là mình sẽ dùng thêm cái Neurovision. Thực sự là cái Neurovision nó rất là tuyệt vời, nó không chỉ ở mắt mà nó ở não. Và mắt và não là hai cái cơ quan liên quan đến nhau bởi các cái hệ thống dây chằng và dây thần kinh. Nó liên quan đến nhau rất là mật thiết, nên tại sao Neurovision nó lại vừa là mắt vừa là não là như thế ạ. Tức là thức ăn cho mắt và não nó cũng có những cái thành phần tương đồng nhau, nên người ta sẽ sản xuất cho mình một cái dòng sản phẩm nó giải quyết cả hai vấn đề. Thì cháu nghĩ rằng là cô hãy lên tự thưởng cho mình. Cô hãy lên tự thưởng cho mình một ngày một gói Neurovision. Còn nếu như không nữa thì cô có thể là tăng cho cháu hai gói Vision Book. Sáng một gói, chiều một gói. Bởi vì thực tế là mẹ cháu cũng đã bị cái vấn đề về mắt. Và cháu cho mẹ cháu sử dụng cái sản phẩm này thì cái đáy mắt của mẹ cháu được hồi phục rất là tốt. Rất là tốt. Bởi vì rằng là khi mà mẹ cháu bị mờ hẳn đấy rồi. Tức là khi cháu biết mẹ cháu ở ngoài Bắc và cháu ở trong miền Nam thì mẹ cháu thường là cứ hay giấu bệnh. Thì đến lúc mà cái mắt nó mờ hẳn đi rồi, nhìn người ở ngoài cổng là không nhìn thấy, tức là chỉ thấy cái bóng người thôi chứ không nhìn được cái đặc điểm của người ta là gì hết. Thì đến lúc đó là cái mắt của mẹ cháu nó đã bị gọi là đục thủy tinh thể, gọi là sang cái thể màu nâu rồi. Và cái điều đó thì là bắt buộc phải thay. Nhưng mà khi cháu cho mẹ cháu sử dụng có 3 tháng, là cháu cho sử dụng Lerovision 1 tháng tới 2 hộp cơ ạ. Và xin 7 một hộp. Và ngoài ra thì còn những cái sản phẩm canxi, magie và các cái sản phẩm như là đợt trước là nó còn cái formula 4 ấy ạ, thì cháu cho mẹ cháu dùng đấy, và kết hợp là cháu vẫn cho uống cái con cá 1 tháng với 2 chai cơ đấy. Thì khi mẹ cháu dùng như vậy thì cái mắt của mẹ cháu nó cũng cải thiện, tức là cũng có nhìn được, nhưng mà khi cháu đưa đi kiểm tra thì người ta nói rằng là cái thủy tinh thể này không thể để được nữa, nên rằng là tốt nhất là hãy thay cho mẹ. Thì cháu thay cho mẹ cháu 2 cái. Thì khi mà mẹ cháu thay cho mẹ cháu 2 cái ấy, thì so với những người ở trong phòng ấy, thì cái khả năng mà phục hồi của cái mắt của mẹ cháu ấy thì nó tốt hơn rất là nhiều. Và đến bây giờ thì gần như là chả biết nhức mỏi là gì đó. Còn có những người thì người ta sẽ bị chảy nước mắt, tức là sau khi mà người ta thay thủy tinh thể xong thì người ta có thể là bị chảy nước mắt, bị mờ mắt, hoặc là hay bị nhức cái mỏi cái phần ở trên đầu, là do nó bị tổn thương cái dây thần kinh ấy. Thì với mẹ cháu thì nó không có những cái biểu hiện như vậy, và cháu cảm nhận rằng là cái sản phẩm về cái mắt của CBD rất là tuyệt vời. Riêng với lại em bé mà nó bị suy giảm cái độ mắt ấy, tức là cái nó suy giảm xuống do nó là cầu thủ đá bóng đấy ạ. Thì khi mà nó đá bóng nó là tiền đạo, nên là nó được kiểm tra mắt rất là thường xuyên, nó được kiểm tra mắt rất là thường xuyên, thì khi đó nó chỉ là 5 trên 10 thôi ạ đó, và cái khả năng tầm nhìn của nó cũng bị kém. Thế thì đến khi thì mẹ nó sang nhà cháu chơi ấy, thì cháu cũng chỉ chia sẻ cho em bé nó 10 tuổi rồi, thì cháu chỉ chia sẻ có cái gì đơn giản lắm cô ạ. Cái Aronia là ngày xưa nó là cái Aronia, thì bây giờ nó là cái Essential mà nó có cái lutein và zeaxanthin ấy, thì nó cũng rẻ lắm. Với lại cái con cá đấy, cái omega con cá đấy, thì cháu cho nó dùng chỉ có 1 tháng là 1 chai omega con cá và 2 chai cái Aronia đấy. Thì chỉ có sau có 3 tháng nó đi kiểm tra thì nó lên 8 trên 10. Đấy, tức là cái độ mắt, cái độ nhìn của nó cái tầm nhìn của nó đã khác rồi. Thì cháu thực sự là rất là yêu cái dòng sản phẩm của CVD. Và cái trải nghiệm nào thì cháu cũng có, bởi vì bọn cháu là gần là ở nhà thuốc. Thì bọn cháu cảm nhận rằng là khách hàng của mình sử dụng rất là hiệu quả. Và bây giờ cô đã là tư vấn viên của CVD rồi, thì mình hãy tự thưởng cho mình đi ạ. Bởi vì rằng là khi mình thưởng cho mình thì đấy là sự nghiệp của mình ạ. Đấy là sự nghiệp của mình. Và đấy là nguồn vốn của mình. Thứ nhất là cô được cải thiện mắt của cô, và cái thứ hai là cái nguồn vốn của cô. Cái câu chuyện mà cô đi chia sẻ người ta nó sẽ có một cái tuyệt vời lắm. Nó sẽ có một cái sự tuyệt vời sau này cô đi làm cô mới cảm nhận cái điều đấy. Tức là khi cô cho mình được phép sử dụng những cái sản phẩm tốt nhất của CBD, thì sau này cô sẽ thấy rằng là khách hàng của cô người ta cũng sẽ đón nhận những cái sản phẩm tốt nhất của CBD. Cô cũng rất là cảm ơn Cháu con. chị. Qua Vâng. cái ý kiến của con là con chia sẻ như vậy là cho cô một số kiến thức rất là bổ ích. Cô rất là cảm ơn. Như cô á, là cô cái canxi á, mà cái dòng sản phẩm canxi với lại magie với lại con cá là cô cũng có uống. Cô cũng có uống. Vâng. Nhưng mà cái đó đúng là cô cũng có uống cái dòng sản phẩm đó, nhưng mà nói chung là uống á, của cô á, như theo con nói là uống tăng liều.
uống tăng liều lên để cho nó hỗ trợ thêm cho mắt mình đó. thì thì Đúng rồi ạ. rồi sẽ rồi là cô sẽ ví dụ như cô hỏi như vậy để cô có thêm kiến thức, và cô sẽ đã nói chung là đầu tư cho mình, cho mình phải khỏe phải đẹp mới đi cho lan tỏa cho người ta, chứ mình không Đúng khỏe rồi phải ạ. đẹp thì lan tỏa cho ai. Dạ, Rồi cảm ơn con rất rất là là nhiều tuyệt vời nha. ạ. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Dạ. Cảm ơn bác Đồng. Dạ, cháu xin mời chú Đồng ạ. Dạ, xin cảm ơn Thảo rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các cô bác anh chị đã nghe cái câu chuyện đấy là của thực tế, mà kết quả nó là chân lý là như vậy. Đúng là Đồng thì cũng mới biết đến cái sản phẩm CBD này, nhưng mà cũng như là thấy rằng là chưa có một cái sản phẩm nào, kể cả là đã đi các cái đi Mỹ, đi châu Âu là mua những cái sản phẩm đấy mà về mình chỉ làm quà để dùng, mà mình xem cái hàm lượng nó vô cùng là nhỏ, bé bé bé, nó không, nó không là chỉ có đơn dòng thôi, nó không phải được cái Honda gọi là phong phú, mà lại được cái bản quyền nó như CBD này. Bất kỳ một cái sản phẩm nào của CBD từ gọi là cái dòng đơn giản, dòng dòng giá tiền giá thấp cho đến trung bình cho đến gọi là cao cấp của CBD thì Đồng vẫn thấy vô cùng là rẻ. Là chúng ta chỉ có là lựa chọn một cách sử dụng như Thảo mới chia sẻ đấy, là chị hãy dùng, là chúng ta thấy rằng là chúng muốn 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 xây nhà là một cái nó nhanh, nó có một cái hiệu quả, thì chúng ta phải có thợ, phải có cái nguồn lực nó dồi dào hơn. Chứ mà cái này nó lại có một cái an toàn tuyệt đối là chúng ta dùng nhiều ấy, thì nó sẽ đào thải ra, chứ nó không gây độc hại gì cả. Mà chúng ta chỉ nếu như điều kiện tài chính kinh tế của mình mà hạn hẹp thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ dùng nó lãng phí thôi. Chúng ta cái này sẽ dành cho những cái người mà chúng ta lan tỏa, bất kỳ một người nào, từ người lao công cho đến những người có điều kiện, là chúng ta đều dùng được sản phẩm của CB này. Đấy là một cái giá trị mà Đồng nhìn thấy nó vô cùng tuyệt vời như vậy. Cũng xin chia sẻ với chị Kiều như là cô bác anh chị như vậy. Xin cảm ơn ạ. Xin mời các cô bác anh chị có chia sẻ gì khác. Xin mời Lịch ạ. Cháu em xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn trên Zoom ạ. Thì cái sản phẩm Neurovision ấy thì bản thân của em là cũng được thủ lĩnh An là chia sẻ cho, vì là em mất ngủ rất là nhiều. Em mất ngủ quanh năm luôn đấy ạ. Thế thì em cũng có khắc phục bằng cách là uống rất là nhiều thứ, ví dụ như là như magie em cũng dùng mấy hộp rồi nhưng mà không cải thiện được bằng cái Neurovision. Nhưng mà sau khi chị hỏi chị An thì chị An bảo thế thì hiện tại chưa có cái stress đấy, thì em lấy tạm Neurovision em dùng đi. Thì em cũng có đặt được một hộp đầu tiên, và hôm hôm nay mới hôm nay còn có bốn, tại vì em uống hai gói một ngày cơ ạ. Thế là em thấy là cái tác dụng là em ngủ được ngon hơn, được nhiều tiếng hơn trong một đêm. Và cái quan trọng nhất là cái bản thân em là em bị liệt cái phần dây thần kinh số 7 ấy ạ. Thì bình thường là mắt nó rất là nháy, kể cả đang nói như thế này mắt cũng rất là nháy. Thế nhưng mà từ cái một tuần nay em lại thấy là nó không nháy cái bên liệt nữa. Thế là rất là vui mừng, và em đang muốn đặt thêm một hai hộp nữa để uống tiếp theo, để cho cái nếu mà cái dây thần kinh mà nó phục hồi được thì không có cái gì hơn nữa. Và cái sản phẩm Neurovision là cái về phục hồi về thần kinh và mắt rất là tốt ạ. Nó không nhức mỏi khi mà mình nhìn máy tính với điện thoại nhiều. Thế là em thấy là mới uống có được hơn 10 ngày thôi nhưng mà đã rất là có kết quả rất là tuyệt vời ạ. Đấy thì là em xin chia sẻ như thế, cháu xin chia sẻ thế ạ. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn chị đã cho em chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Cùng tuyệt vời đúng không ạ? Kết quả thật nó là chân lý. Với cái Neurovision thì nó vừa là mắt thị lực và vừa là não. Chính vì vậy mà như chị Kiều Lê ấy, như bác sĩ Đồng có tư vấn ấy, tốt nhất là dùng cái Neurovision. Nếu mà vẫn còn căng và kiểu nhức nữa thì có thể dùng đến stress line. Còn cái canxi với magie, nếu mà chị huyết áp bình thường và huyết áp không thấp, nhớ là không thấp ạ, thì dùng 4 viên magie buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là sau bữa ăn.
canxi thì 4 đến 6 viên đi ở cái tuổi của chị mãn kinh thì nó sẽ bị mất cái canxi, cái khả năng hấp thu canxi rất là kém. Và mất canxi xương nó dẫn đến cái rối loạn canxi rất là lớn. Nên là cái chuyện mình bù canxi thì nó có ra rất là nhiều, chúng ta cũng đều được nghe đúng không ạ? 147 bệnh liên quan đến thiếu canxi, 147 bệnh mắc phải do liên quan đến thiếu canxi. Vậy thôi, ở CVD vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn Lịch ạ. Xin mời. Cảm ơn ạ. Kêu ạ. Xin mời các anh chị đi ạ. Thời gian không có nhiều, cứ hỏi bác sĩ Đồng những cái mà mình còn chăn trở hoặc là chia sẻ những cái kết quả mà mình đạt được. Chú ơi, cháu muốn hỏi thêm là con nhà cháu thì nó học lớp 9 ấy, thì có cho uống đến Neurovision được không ạ? Hay là cái Vision Box? Nó cận trên 3 độ ạ. Cháu mấy tuổi nhỉ? Học lớp 9 rồi chú ạ, 14 ạ. Thì chắc chắn là dùng được, với điều kiện nếu mình xác định có điều kiện thì mình dùng được, nhưng mình phải xác định rằng là nếu nó thay đổi ngay như của cháu thì là chưa phải. Nhưng nếu như chúng ta dùng mà lâu dài cộng với các cái bây giờ là cái cận thị đó, nó là đã một quá trình từ bé rồi. Nó không phải là bây giờ nó mới bị, không phải lớp 9 nó bị từ lớp nhỏ rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cải thiện một cách dần dần và tăng, tức là đúng theo cái bản quyền là cân bằng và năng thanh lọc. Vâng. Và nếu như có điều, nếu không thì chúng ta cứ dùng gọi là cái trợ lực cho chạy gan nữa. Tức là kể cả cái SIN 4 nữa. SIN 4 nữa. Cộng đấy. Chúng ta dùng Vision Box cũng được, mà dùng kẻ Neurovision cũng được. Đấy hoàn toàn là do điều kiện của cháu thôi. Nhưng mà dùng Neurovision nó chỉ có 20 túi thôi. Thế nếu mà chúng ta là dùng nó lâu dài thì nó sẽ cũng là một vấn đề tốn kém đúng không? Thế còn nếu không mà... Hiện tại thì cháu đang cho nó uống canxi này với lại cái SIN 2 với lại Novomin và cái Vision Box đấy ạ. Chưa cho uống cái Neurovision. Nếu như nó chưa, nếu nó cưa chưa không có những cái biểu hiện khác, chỉ có mỗi vấn đề về để cho nó học thì mình chỉ cần trợ về gan thôi. Trợ về gan thì nó sẽ đã dinh dưỡng cho mắt rất là tốt rồi. Thế mình cộng, nếu bây giờ là mình dùng là SIN 4, dùng Novomin cộng với lại dùng Vision Box thôi thì chắc chắn là nó, cái cận thị nó sẽ được cải thiện. Chứ còn cái mức độ như nào thì nó tùy vào cơ thể của bạn ấy thôi. Nhưng nó sẽ chắc chắn nó sẽ cải thiện. Mình khẳng định một điều như vậy. Học của cháu uống cái Neurovision này, cháu thấy cảm nhận được cái nhanh nhất là cái nháy mắt đấy ạ. Cái nháy mắt là cháu không bị nháy mắt khi mà mình nói nhiều nữa. Nhưng trước khi là trước ở cái bên liệt đấy là nó cứ nháy, nó nháy thậm chí là nó mỏi hết cả cái mắt đấy luôn ấy mà không làm gì được ấy ạ. Đấy là cái cải thiện đầu tiên của cái Neurovision này. Đấy là một cái thực tế cháu đã trải qua, nó quá tuyệt vời như vậy. Chứ còn thì với bạn trẻ thì là các bạn còn đang ở một cái tuổi như thế thì chúng ta lại được một cái trợ lực, một cái sản phẩm nó tốt như thế thì nó lại càng đáp ứng nhanh hơn. Trong vấn đề là mình hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhận thức của mình đã có thực tế, kết quả là chân lý như thế rồi thì bây giờ mình lại dùng cho con mình không có cái gì mà nó sẽ tác động đến kết quả ngay. Đấy là một cái mà thời gian sẽ trả lời, chứ không, chú không thể nói trước được, nhưng mà chắc chắn một điều là rất là tốt đấy. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Tôi xin có bổ sung thêm ạ. Vâng, mời bác sĩ Trương ạ. Vâng. Với trường hợp như của tư vấn viên Trần Lịch đấy, thì tôi thấy rằng là với trường hợp là mình dùng hai chiến thuật đi. Một chiến thuật là đúng là Neurovision nó vi diệu như vậy, nhưng mà cái giá của nó vẫn là mắc. Và giá nó mắc thì cái điểm của nó cũng cao hơn là trong vấn đề kinh doanh. Thế nhưng mà nếu như mà cần có hiệu quả nhưng mà vẫn có tác dụng tốt, cũng là để mà
bổ sung yếu tố thần kinh thì theo tôi là Trần Lịch nên dùng cái Mega Epsen, bởi vì ngoài Mega Epsen thì nó giá nó rẻ hơn của canxi và magie, nhưng trong Mega Epsen thì nó lại có cái tổ hợp Premix. Trong tổ hợp Premix thì nó có cả A, C, D, E, K, B1, B2, B2, B3, B5, B6 và B12. Rồi nó nicotinamide, rồi là một số các biotin, nó làm cho tất cả những cái đấy nó cộng dồn vào, tác dụng rất tốt với cái thần kinh của mắt, nhưng nó lại giá nó không hề mắc tí nào so với cái Neurovision. Thứ nhất là như vậy ạ, để vấn đề thần kinh của mắt đấy. Và đặc biệt trong những cái như lần trước, như cái chia sẻ bổ sung thêm của nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Thảo đó, thì cái vấn đề massage mắt cực kỳ quan trọng. Với những cái trường hợp mà giảm thị lực đó thì các bác sĩ về chuyên khoa mắt, tôi có nhiều bạn bè bên đấy lắm, phó giám đốc viện phó các thứ, rồi trưởng các khoa cũng có nhiều. Thế thì các anh các chị cũng có khuyên là vấn đề massage mắt, có những người người ta chả dùng cái sản phẩm gì, với những trường hợp dĩ nhiên nó phải có những cái chỉ định nhất định, nhưng mà người ta chỉ sau khi khám xét xong, người ta chỉ cần mỗi liệu pháp massage mắt trong vòng độ khoảng liệu pháp từ 10 cho đến 15 chu kỳ, thế là ổn hết mắt ra, mà không dùng một bất cứ một sản phẩm gì. Dĩ nhiên nó thật, tôi vẫn nhắc lại là nó tùy chỉ định của từng cái gọi là sự cố về mắt đấy. Đấy. Thế còn cho nên chính vì thế mà cái massage mắt mà chúng ta có cái dầu massage Basan rồi, là cái dầu massage toàn thân đó, nó đúng là tuyệt vời. Đấy. Thế thì trong những cái việc như là của chị Lê Kiều ấy, thì nó có chảy nước mắt, nó có mắt màu đỏ ấy. Như vậy nó cũng là gọi là thoáng qua thôi. Còn ở trên thế giới chúng ta đã biết rồi, có những trường hợp nó cực kỳ là nan giải, kinh hoàng luôn. Tức là gọi là chảy nước mắt, mình là màu trắng đúng không? Đây nó chảy máu mắt, cứ khóc là chảy máu mắt, và thứ hai là mồ hôi nó toát ra, mồ hôi ra đến đâu là máu nó cứ túa ra đến đấy. Có những cái người bệnh lý nó khó khăn như vậy, cực kỳ hiếm như vậy, thì cái đấy đúng là mình cũng chưa có kinh nghiệm gì để mà chữa đấy, mà thế giới cũng còn đang nghiên cứu thôi, cũng chưa thể làm được cái chuyện đấy. Thế còn ví dụ như là những cái trường hợp mà sưng nước mắt đỏ ấy, thì mình phải xem hai vấn đề. Thứ nhất là có viêm nhiễm gì không, cái kết mạc, viêm kết mạc hoặc có cái gì đó nó sung huyết, xuất huyết rồi nó có cái biểu hiện đấy không, hay là ngoài ra còn có những cái bệnh khác, về bệnh lý về tiểu đường ấy. Bệnh lý tiểu đường cũng gây ra, một trong những tai biến của hậu quả nguy hiểm của tiểu đường là đối với mắt, thì chúng ta phải cần phải kiểm tra, làm test và làm cái test HbA1c để xem có được chuẩn đoán có tiểu đường không, thì chúng ta cần phải kết hợp chữa thêm những cái bổ sung thêm đó. Thì tôi thấy rằng là trong cái vấn đề nó có hai cái hình thức gọi là phụ thuộc vào kết quả, điều kiện kinh tế của người bệnh để chúng ta sử dụng làm sao nó vẫn hiệu quả, nhưng mà các cái sản phẩm đấy ta kết hợp nhuần nhuyễn thì tốt. Đặc biệt trong với mắt ấy, thì là nó là cái mao mạch đến rất nhiều để nuôi mắt, và đặc biệt là cái hậu nhãn cầu. Thế thì những cái điểm vàng về các thứ đấy thì chính cái dinh dưỡng mao mạch đó nó đến để nó nuôi cái thần kinh mắt của mình, nó liên quan với nhau như vậy. Chính vì thế cái Neurovision nó cũng là vi diệu là như vậy. Thế thì một trong những cái nữa có thể kết hợp thêm nó là vitamin germanium. Nó gần như là một cái, trong quan niệm của Siri thì nó gần như là một cái bơm máu, cái quả tim thứ hai, để bơm máu vào, dẫn vào tất cả các mao mạch nhỏ li ti nhất có thể, trong đó có mắt, mà mắt thì chỉ có những cái tác dụng như thế thì nó mới vào được. Thế thì dùng vita germanium thì nó đưa máu vào tận những cái các cái vi mạch đó, và từ đó dinh dưỡng cho cái đáy mắt rất tốt, nó làm cho tăng cái thị lực lên. Ngoài ra còn bây giờ như lúc đấy là bác sĩ Đồng đã chia sẻ rồi, là do rất nhiều các yếu tố nó gây ra cái giảm thị lực, và riêng về chuyên khoa mắt người ta có hẳn một viện về mắt cơ mà. Thế thì nó có rất nhiều các cái bệnh lý chuyên biệt chuyên sâu, nhưng mà cái việc mà
bổ sung các cái gọi là lý liệu pháp cho cái mắt, hay là những cái về vấn đề đặc biệt người ta gần đây người ta rất chú ý vấn đề là do làm việc với vi tính nhiều, cũng như là do cái thời kỳ giãn cách của xã hội do Covid nó, cho nên là đa phần người ta tiếp xúc với cả vi tính rồi là máy tính điện thoại các thứ rất nhiều, cho nên người ta hay dùng cái gọi là cái nước mắt nhân tạo, nên kết hợp với nước mắt nhân tạo thì sẽ tốt hơn, nó clear, nó làm sạch được cái mắt, nhưng đồng thời nó cũng gọi bổ sung lên, nó không gây ra khô giác mạc, mà từ khô giác mạc đó khi ta chớp chớp cái mà có bụi, nó bụi thì nhiều vô kể rồi, nó đi qua mà chúng ta vô tình ngứa, chúng ta chỉ lấy tay chúng ta vụ nhẹ cái là nó xước cái giác mạc, cái củ mạc mắt ra, là không hề tốt tí gì ạ. Nó gây ra những cái bệnh nọ bệnh kia đấy, mà lại vô tình vì một cái bệnh lý nào đó khác mà chúng ta lại dùng corticoid nữa thì nó lại loét thêm ra, loét giác mạc, đấy là một cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta cũng nên có cái gọi là phòng bệnh và có những cái gọi là những cái ý thức như thế một tí thì chúng ta bảo vệ được mắt nó tốt hơn. Còn cái dùng cái nước mắt nhân tạo đấy là tuyệt vời nhất ạ, bởi vì hầu hết là mọi người khô mắt và do đó giảm thị lực. Chứ thật ra khám xét thì có những nhiều người người ta đến bác sĩ khám xong bảo là bác chả có bệnh gì về mắt cả. Đó, chính là bệnh do bên ngoài đưa đến mà chúng ta cần phải có cái sự gọi là điều chỉnh về trong cuộc sống, như trong làm việc cũng như là học tập và làm việc đó, sinh hoạt, học tập, làm việc. Vâng. Rồi một số nữa là đặc biệt là trong vấn đề chắc là series của mình thì cũng ít có tư vấn viên để mà thường xuyên xem TV đúng không ạ? Chứ còn ví dụ những tư vấn viên series thì còn mài học ngày học đêm để mà kinh doanh. Chứ còn nhiều người là bây giờ cứ dán mắt vào TV thôi. Nó gây ra rất nhiều cái vấn đề, vừa béo phì vừa hại thị lực mắt. Và từ đó lại còn gây nhức đầu, những cái sóng quy nọ kia trên não. Vâng, tôi xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho tôi chia sẻ. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Vâng, em cảm ơn bác sĩ Thành Cương rất là nhiều. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Chúng ta được cập nhật rất là nhiều kiến thức bổ ích. Tuy nhiên ở đây thì Severi thì nó có một dòng sản phẩm về mắt. Nghĩa là chúng ta có thể thay đổi theo này, nhu cầu này, đúng không ạ? Và kinh tế này. Và chúng ta còn có thể dùng phối kết hợp những cái sản phẩm đó với nhau. Đấy là điều vô cùng tuyệt vời tại Severi. Cảm ơn bác sĩ Trương rất là nhiều. Và xin mời có chia sẻ tiếp theo của anh chị em ạ. Và hoặc là ai có câu hỏi gì tiếp theo với bác sĩ Đồng ạ? Dạ có. Em ạ, Mai Hằng ạ. Rồi, xin mời Mai Hằng. Rồi, em xin cảm ơn. Em xin chào. Cháu xin chào bác Dương, cháu xin chào bác Đồng, chào chị An. Cháu xin chào tất cả mọi người. Xin Dương, chào buổi tối ạ. Dạ, hôm nay cháu có một khách nhưng mà cũng có một cái câu hỏi ngoài chủ đề. Thì cũng khách thì cũng về cái bệnh lý cũng rất mong và tha thiết. Cũng xin các bác sĩ là chia sẻ cho anh ấy có một cái giải pháp để về bệnh lý của anh ạ. Là anh bị bệnh ung thư phổi mà hiện đang đi hóa trị, mà bác sĩ ở Chợ Rẫy thì bảo là trong thời gian hóa trị này anh không thể dùng sản phẩm chức năng nào được. Thì như ước nguyện thì anh cũng muốn mong cho bản thân mình được mau khỏi bệnh, thì không biết là anh có dùng được cái sản phẩm của CBD mình không ạ? Cháu xin nhờ bác sĩ chia sẻ giúp ạ. Và anh muốn hỏi gì thêm anh hỏi đi anh. Chào chị. Hiện tại thì hiện tại là đây là ung thư phổi giai đoạn cuối, mới là giờ đang vào hóa trị với mũi 3, sắp tới là đêm mũi 4, mà ngày kia đêm mũi 4. Thành ra là giờ bác sĩ nói là giờ đang vô hóa trị, thành ra là không nên thử sử dụng tất cả các cái chất bổ rồi là hỗ trợ chức năng gì đó để là nó để tạo cho cái khối u phát triển nhanh á. Thành là muốn hỏi bác sĩ mình sử dụng sau khi mà không có hóa trị nữa thì sử dụng có thể là được đúng không ạ? Vâng, cái vấn đề này em xin mời bác sĩ Đồng trả lời giúp em ạ.
cái này xin mời bác sĩ Trương ạ. Trương. Vâng. Xin cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An, xin cảm ơn anh bác sĩ Đồng. Tôi xin hỏi anh ứng viên mới đấy ạ, tức là anh được chẩn đoán là giai đoạn cuối, thế vậy thì anh sờ trên hạch tượng đòn ở bên trái của anh có không? Có sao? Cái hạch nào? Hạch đây nhiều. Anh sờ vào đây này. Hạch mổ rồi. Mổ là sinh thiết rồi. Sinh thiết rồi. Có hạch đúng không? Đúng rồi. Vậy thì nó là N1 rồi, đúng là nó có vấn đề đi xa rồi. Thế còn ngoài ra anh còn bị ở những đâu không? Nó hạch xung quanh người nổi rất là nhiều. Vâng. Vì nó phổi mà nó di căn ra hạch. Vâng. Như ngoài ra thì vấn đề ăn ngủ sinh hoạt đại tiểu tiện của anh thế nào? Cứ vào thuốc thì 10 ngày đầu sau khi vào thuốc là nó liệt người xuống ký. Còn xong đó là bắt đầu nó là ổn định lại, ổn định bình thường. Cân nặng giảm nhiều không? Sao ạ? Ký có giảm nhiều không? Cân ký là lúc đầu giảm xuống tới 8 ký. Sau khi vào thuốc mũi đầu cái là nó bớt đau. Vâng. Nó không còn đau hạch nữa mà giờ này nó lên lại được 6 ký lại. Vâng. 5 ký lại. Thế bác sĩ chuyên khoa người ta có, các bác ấy có đề cập với anh về vấn đề là ghép tế bào gốc không? Không thấy đề cập vào cái vấn đề đó. Vâng. Anh nên hỏi lại bác sĩ chuyên khoa ở đó nhé. Bởi vì thế này này, là cái vấn đề đặc biệt trong ung thư phổi thì cái vấn đề ghép tế bào gốc là một cái giải pháp rất là tuyệt vời đó. Trong các cái loại ghép thì ghép tế bào gốc cho phổi là đặc biệt là thích đó, đặc biệt là cái tác dụng rất là hay, cái hiệu quả nó rõ nét lắm. Thế còn thứ hai là vấn đề cái câu hỏi của anh, tôi xin trả lời ngắn gọn thế này. Các bác sĩ nói hoàn toàn đúng, mà bởi vì sao? Người ta đang rất ngại bây giờ là thuốc hóa trị vào là nó là thuốc độc bằng A vào người thì là đánh tế bào bệnh, nhưng đồng thời cái thuốc đó là hóa chất, là thuốc độc đó, người ta đánh cả tế bào lành. Vì đánh cái tế bào lành cho nên anh mới sụt ký và anh mới suy các đa phủ tạng kèm theo, cho nên người ta phải cần thiết phải nâng sức lên. Thế thì một trong những cái đơn thuốc của các bác sĩ chuyên khoa đó về những cái bệnh lý ác tính của anh đó thì tất tần tật người ta đều cho là bổ sung những cái thuốc để nâng cao hệ miễn dịch và cái gọi là cái chuyển hóa và những cái gọi là sinh lý của gan để làm sao mà nâng cao cái tác dụng sinh lý của gan lên. Từ đó gan nó là quá trình thải độc, nó là một máy tiêu hóa và thải độc trong cơ thể mình. Vì thế mà người ta đang rất cần hỗ trợ cho cái gan là thứ nhất, cho nên là trong các đơn hầu hết các bác sĩ đều cho cái sản phẩm để mà gọi là để làm giảm men gan xuống đấy. Tất tần thật hầu như tất cả các bệnh nhân đều có men gan rất là cao khi dùng hóa chất vào. Ngoài ra nếu mà không phải do điều trị hóa chất ấy, thì rất nhiều người là men gan cao bởi người ta uống rượu, người ta hút thuốc lá, người ta đưa vân vân, người ta đưa các thuốc độc vào trong cơ thể. Vì thế là gan nó bị suy, tế bào gan suy nó gây ra men gan cao. Đó, chưa kể những cái phản ứng miễn dịch các thứ không nói đến, nhiều nữa, nhiều lý do lắm. Thế thì các bác sĩ đó họ nói hoàn toàn đúng, tức là người ta ngăn mình đưa những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, mà những cái sản phẩm mà có kim loại nặng, những sản phẩm chế biến nó được chỉ gọi là ở đâu đó ngoài kia thì người ta quảng cáo rất rầm rộ rùm beng, nhưng nó không được qua một cái quy trình đóng gói sản xuất. Đóng gói đầu tiên nó phải sản xuất từ một tập thể các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới như tập đoàn Sivri. Thứ hai là cái dòng sản phẩm của Sivri là hoàn toàn thảo dược tinh khiết, một thức ăn thông minh của thế kỷ 21, hoàn toàn không có tác dụng phụ gì cả, một sản phẩm rất là sạch sẽ. Vậy thì đưa vào
mà bây giờ khi đánh hóa chất vào là hầu như tất cả các cơ quan của anh bị ảnh hưởng, thuốc độc nó vào người. Bây giờ ta cần phải đưa một cái sản phẩm sạch đó vào thì mới có tác dụng. Nghĩa là các bác sĩ muốn là mình không dùng ẩu đó. Chứ còn với tôi thì tôi khuyên anh là nên dùng sản phẩm của Sibri là tuyệt vời nhất. Như vậy là anh đã biết đến mà anh biết đến đấy là cái cơ may cho anh. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, anh còn câu hỏi gì nữa không ạ? Vâng ạ, cho em hỏi, cho cháu hỏi thêm mà bác sĩ và bác Dương ạ. Vâng. Vâng, như vậy thì nếu như anh vừa đi xạ trị, vừa dùng thuốc Tây, thì vừa kết hợp với sản phẩm của CBD, thì như vậy thì anh có thể kết hợp mà lúc ban đầu thì những cái sản phẩm nó rất đơn thuần hay là những cái sản phẩm nó như thế nào? Theo tôi là nên có hai vấn đề luôn. Thứ nhất là dùng cái combo về nâng cao hệ miễn dịch trong cơ thể mình đấy, mà các thủ lĩnh giới thiệu với chúng ta một số các combo đấy, thì các cái combo đấy là tuyệt vời trong hệ nâng cao hệ miễn dịch. Thứ hai là đặc biệt với những cái bệnh lý của cơ quan nào yếu thì chúng ta dùng cái Vision Box, Synclovitan của cái cơ quan đấy. Vâng, thế như vậy thì các cái dòng box mà của cái cơ quan bị tổn thương nào thì ta dùng đúng của cái đấy. Ví dụ như là anh đang có bệnh lý về phổi thì ta dùng các cái Synclovitan về phổi. Thế còn nếu như anh mà bị gan thì dùng cái Synclovitan của gan và vân vân. Những cái tình huống như thế thì chúng ta nên chọn. Còn riêng của anh thì anh nên dùng cái của phổi. Nó là Syn5 đúng không? Dạ. Cả nhà. Dạ đúng rồi ạ. Vâng, đó. Đấy thì kết hợp theo công thức bản quyền của tập đoàn cộng thêm cái Syn5 đó thì là dòng về hô hấp. Rồi là trà hô hấp kèm theo. Vâng. Chỉ có điều là đặc biệt là khuyên anh hai cái bước kèm nó rất cần thiết đối với trường hợp cơ thể của anh. Thứ nhất là anh cần tập thở. Tập thở nó đưa lại, vì tế bào ung thư nó rất kỹ với vấn đề là oxy và nó rất ưa thích là môi trường kỵ khí. Vậy thì anh nên tập thở để cho nhiều oxy vào trong cơ thể. Thứ hai, dùng các cái sản phẩm để nó đưa oxy đến, ví dụ như là Vita Germanium ấy. Anh dùng cho tôi là 4 viên ngày đi, để nó đưa oxy, đưa máu đến các tế bào, thì là tế bào ung thư nó sẽ cũng bị lung lay đấy ạ. Thế, vâng. Thế còn lại là nào, trà hô hấp này, rồi là những cái sản phẩm để nâng cao hệ miễn dịch, rồi là của cơ quan hô hấp đó, thì chị nên dùng cho anh ấy như thế. Vâng, tôi xin hết. Vâng, em cảm ơn anh Trương rất là nhiều. Cảm ơn anh Trương, cảm ơn anh Hồng. Có một cái vấn đề xin chia sẻ thêm một chút với cả trường hợp của anh này. Thứ nhất là các bác sĩ đã khẳng định là với cái sản phẩm Sibri anh dùng đồng thời ngay tại hôm nay cũng được, chứ không phải là xạ trị xong. Bởi vì rất là lành, nó chỉ là thức ăn dinh dưỡng, thức ăn tinh để cho cơ thể mình được sạch và khỏe. Đặc biệt là nó có những cái dòng nâng miễn dịch, thải độc, mà cơ thể anh thì lúc này đang rất nhiều độc tố, đúng không ạ? Vậy thì uống càng sớm càng tốt. Bây giờ thì có thể một cái liệu trình đơn giản thôi ạ, bộ ba thì cũng chưa dùng ngay được. Anh có thể dùng những cái dòng lim, bây giờ dùng lim Pulai hoặc Defen, Vita Germanium ngày 4 viên, Novomin 10 viên đấy, và trà hô hấp 4 gói, mỗi lần pha khoảng một cốc như này phát đặc. Nếu mà anh cứ uống pha từ từ, có thể đến 6 gói một ngày thì 3 gói một cái cốc nước đặc này hãm. Với một cốc nước đặc như thế này hãm 3 gói, đảm bảo là nó long hết tất cả đờm sâu, còn hơn cả những cái acetin, cysteine mà chúng ta vẫn mua ở hiệu thuốc Tây long đờm ấy.
đặc biệt là trà hô hấp nên pha đặc, uống thật hãm thật đặc ạ. Cái giá trị nó vô cùng tuyệt vời. Đó, thì anh vừa dùng vừa theo dõi, mà như bác sĩ Trương vừa phân tích cho anh rồi đấy, nghĩa là đều có những cái cơ sở thực tiễn hết rồi, chứ không phải là nói không đâu ạ. Vậy thì những cái sản phẩm này nó không có độc hại gì. Còn các bác sĩ thì chỉ sợ là như này, khi mình về mình nghĩa là thường những người có bệnh nặng ấy thì rất là hoang mang, về các bác sĩ rất sợ là cái việc làm sao ạ, dùng linh tinh, ai nói gì dùng đó, nên các bác sĩ dặn như vậy. Và cái dặn như vậy để làm sao cho bệnh nhân cẩn trọng, chứ thực ra cái câu đấy thì nó không đúng hoàn toàn đâu. Với sản phẩm Sibri thì em thấy là dùng rất là tốt. Em hôm nay em mới gặp một trường hợp, bạn ấy cũng đang đặt lịch để phẫu thuật ca tuyến vú ấy. Em bảo dùng ngay ngày hôm nay. Ngay ngày hôm nay, sau đó nếu vẫn quyết định phẫu thuật thì sao ạ? Thì vẫn cứ phẫu thuật. Thì trước phẫu thuật, trong ngày phẫu thuật có thể nghỉ để làm sao khi nào mà được uống nước thôi đã là mình đã dùng được sản phẩm rồi. Đó. Còn có một cái trường hợp chia sẻ với anh là có một trường hợp của chị bị ca giáp, thì chị dùng sản phẩm để hỗ trợ dạ dày thì được 2 tuần, thì lúc đấy là vô tình chị đi khám bệnh thôi. Vô tình thôi, nghĩa là hôm đấy chị thế nào rảnh rang chị nên vào bệnh viện chị khám sức khỏe thì phát hiện ra bị ca tuyến giáp. Và chị đi phẫu thuật thì dùng sản phẩm cho dạ dày 2 tuần là chị rất là ổn rồi, chị có niềm tin rồi. Và chị đã không bị, nghĩa là chị cũng bị sốc mất một ngày. Tại vì người đang bình thường tự dưng phát hiện ra thì sốc mất một ngày, sau đó chị quay lại về cái việc là chị yên tâm có sản phẩm. Và rất là tuyệt vời là chị uống ngay từ ngay cái hôm đó, uống liều cao tốt hơn, nghĩa là tất cả mọi thứ tập trung vào. Và trong, tất nhiên là đi nói là đi phẫu thuật thì cũng phải mất cả tuần mới làm được đúng không ạ? Chúng ta còn làm thủ tục rồi chuyển bảo hiểm làm tất cả mọi thứ. Đến khi xong nhé, trong phẫu thuật, trước khi phẫu thuật này chị cũng đến bệnh viện, chị cũng đem hết tất cả đến. Và 2 ngày sau khi phẫu thuật là chị lại quay lại chị uống. Thì đến bây giờ tất cả mọi thứ của chị đều rất là ổn. Thì chị có một cái chia sẻ là như thế này ạ. Nếu mà bây giờ chị nghiên cứu nha, thì chị sẽ không phẫu thuật. Bây giờ chị đã hiểu rồi thì chị sẽ không phẫu thuật thôi. Lúc đó nó xong rồi. Nhưng mà rất may là chị đã duy trì được đến bây giờ. Và đến bây giờ tất cả các chỉ số rất tốt. Nhưng trong cái phòng mổ của chị, trong cái phòng mà hậu phẫu ấy, thì thường là các bệnh nhân, thường là ở bệnh viện thì thường lấy số của nhau để giao lưu đúng không ạ? Đặc biệt bây giờ có Zalo. Thì tất cả những người đó đều bị tái phát, mặc dù dùng sản phẩm, bởi vì người ta không tin. Khi chị nói người ta không tin đâu. Người ta bảo là người ta dùng của Mỹ này, của Pháp dùng rất nhiều rồi, nên là người ta sẽ không tin dùng tiếp nữa. Thì đặc biệt đến bây giờ chị dùng là từ tháng chị phẫu thuật là từ tháng 4 2019 đến bây giờ tất cả mọi thứ chỉ số, và chị cũng phải đi xả đấy ạ. Nên cũng phải đi uống cái iốt đấy. Thế nhưng đến bây giờ chị kiểm tra thì không bị lại, nhưng những người trong phòng đều bị lại. Đó. Đặc biệt là khi phẫu thuật xong nha, cái vết phẫu thuật của chị cũng đẹp hơn tất cả mọi người. Đến bây giờ là gần như phẳng lì. Đấy. Cũng có một cái lỗi buồn là chính chồng chị là đang là người khỏe mạnh tập tành, nói chung là tất cả mọi thứ đều đẹp, thì sau chị gần 1 năm thì anh phát hiện là ung thư gan. Nhưng anh không tin ạ. Đấy, cái đây là cái vấn đề ạ. Anh không tin, không tin một tí nào luôn, mà chị chỉ mong là An đến để chia sẻ. Thì lúc đấy là anh cũng muộn rồi, giai đoạn muộn rồi, thì anh chỉ uống trà để cho nói xong. Cuối cùng anh cứ cậy là đại loại là thôi bây giờ anh cũng mất rồi. Nhưng An có một cái chia sẻ, vì không tin, tuyệt đối không uống. Thì sau khoảng gần 8 tháng thì anh mất, mà đang là khỏe mạnh bình thường, không có một biểu hiện gì cả. Đấy. Nên là chị chỉ nói một câu là chị tiếc cho anh ấy chưa đủ duyên. Đấy là một cái câu chia sẻ thôi ạ. Tiếc chưa đủ duyên. Trong khi đó chị thì ung thư nhá. Thì mọi thứ đến thì chị đón nhận và sao ạ? Chị sẵn sàng dùng sản phẩm một cách nghiêm túc. Vào viện trước khi đi phẫu thuật cũng dùng đem sẵn đi để làm sao? Sau 2 ngày là bắt đầu chị dùng sản phẩm. Và đến bây giờ chị dùng cho rất nhiều người trong gia đình chị. Đấy, con dâu, con trai, rồi mẹ chị bị thoái hóa chất trắng não, bị Alzheimer, các đấy, đều dùng và đều giữ được ở cái mức độ đó. Đấy là một cái niềm tin. Còn thực sự đến với CBD thì là có một câu như thế này ạ. Phước cho ai chưa thấy mà tin. Và chắc chắn rồi, đủ duyên và đủ phúc thì chúng ta sẽ đón nhận sản phẩm CBD để làm sao cho chính giá trị sức khỏe của chúng ta được vượt trội.
Đúng hay rất đúng cả nhà. Vâng, đấy là những cái mà chia sẻ. Em xin nói thêm. Và có lẽ là xin phép bác sĩ Đồng, bác sĩ Trương và tất cả anh chị em. Buổi Zoom hôm nay chúng ta cũng tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em và các bạn vào buổi Zoom thứ 5, 20 giờ 30 thứ 5 của hệ thống F68 về các bệnh lý, nhóm bệnh lý tiếp theo. Vâng, cảm ơn cả nhà, cảm ơn bác sĩ Đồng, bác sĩ Trương, dược sĩ Thu Thảo và tất cả anh chị em đã đóng góp lên buổi Zoom vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời. Cảm ơn và biết ơn cả nhà. Hẹn gặp lại. Cảm ơn. Vâng. Xin chào chú Linh. Xin chào. Xin chào cả nhà trên Zoom. Các anh cảm ơn cả nhà. Cảm ơn các em. Ai tham gia câu lạc bộ đọc sách thì xin thầy ở lại. Vâng.